Chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì tôi sẽ đánh giá 6 cái dòng loa vi tính hát karaoke của thương hiệu loa Soundmark. Thì trên màn hình chúng ta có thể nhìn thấy 6 cái dòng model để chúng ta có thể lựa chọn. Mọi chi tiết chúng ta có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0986240269 hoặc 0123229 4544 để chúng ta có thể đặt hàng. Thứ nhất là loa Soundmark A8800. Đối với dòng loa này thì được ra đời đầu tiên và có một cái hình dáng phía ngoài rất là sang trọng và màu đen hoàn toàn. Đôi loa này trên thị trường Việt Nam rất là nhiều quý vị các bạn đã từng đặt hàng và đánh giá rất là cao. Loa có tổng công suất lên tới 90W là hệ thống loa 4.1, loa siêu trầm 30W, 4 loa vệ tinh 60W, chức năng đầy đủ như bass, jet, chỉnh eco v.v. thích hợp để hát karaoke trên laptop cũng như trên điện thoại. Và giá dao động tại thị trường Việt Nam hiện nay là từ 1.150.000 đến 1.270.000. Giá trên đã bao gồm ship phát nhanh trên toàn quốc. Chúng ta có thể liên hệ theo số điện thoại mà lúc này tôi đã nói để chúng ta có thể đặt hàng nhanh chóng. Đây là phía sau của dòng loa Soundmark A8800 và 4 loa vệ tinh. Ở vị trí thứ hai là loa Soundmark A8900. Thì đối với loa này thì nâng cấp lên từ loa Soundmark A8800. Và điều đặc biệt là được tích hợp thêm cái cổng USB cũng như thẻ nhớ. 4 loa vệ tinh được đĩa trần. Và đối với loa siêu trầm thì ở phía trên được trang bị một cái hệ thống bóng LED để nháy theo điệu nhạc. Loa có tổng công suất 90W. Đây là hệ thống loa 4.1, loa siêu trầm 30W, 4 loa vệ tinh 60W. Chức năng đầy đủ như là bass, jet, chỉnh eco, v.v. thích hợp để hát karaoke trên laptop cũng như trên điện thoại. Hỗ trợ cổng USB cũng như là card. Giá dao động từ 1.450.000 đến 1.700.000. Giá trên đã bao gồm ship phát nhanh trên toàn quốc. Chúng ta có thể liên hệ để chúng ta đặt hàng. Ở vị trí thứ 3 là loa Soundmark A8910. Đối với loa này cũng nâng cấp lên từ dòng loa Soundmark A8900. Và điều đặc biệt là dòng loa này được hỗ trợ bằng điều khiển từ xa, rất là thích hợp. Loa chống nhiễm từ và công suất của nó cũng rất uy lực. Tổng công suất lên tới 90W là hệ thống loa 4.1, loa siêu trầm 30W, 4 loa vệ tinh 60W. Chức năng đầy đủ cũng như các cái dòng trước như bass, jet, chỉnh eco, thích hợp để hát karaoke trên laptop, điện thoại. Hỗ trợ cổng USB card và Bluetooth, chống nhiễm từ, điều khiển từ xa. Giá dao động từ 1.550.000 đến 1.700.000. Chúng ta có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại mà lúc nãy tôi đã để trên màn hình để chúng ta đặt hàng. Thời gian giao hàng đối với các cái sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu từ 3 đến 5 ngày. Chúng ta có thể nhận được hàng ngay tại nhà rồi thanh toán. Ở vị trí thứ tư là dòng loa Soundmark A2300. Thì đối với dòng loa này là hệ thống loa 2.1 và hình dáng phía ngoài rất là sang trọng và cá tính, rất là thích hợp cho tất cả các cái bạn nữ muốn sử dụng đôi loa để hát karaoke. Loa rất là đẹp và phía trước được trang bị một màu trắng, còn toàn thân là màu đen. Loa có tổng công suất 60W, hệ thống loa 2.1, loa siêu trầm 30W và 2 loa vệ tinh 30W. Chức năng đầy đủ như bass, jet, chỉnh eco, thích hợp để hát karaoke trên laptop cũng như trên điện thoại. Giá dao động từ 850.000 đến 1 triệu Việt Nam đồng. Giao hàng trên toàn quốc. Mọi chi tiết chúng ta có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0986240269 hoặc 0123229 4544. Ở vị trí thứ 5 là dòng loa Soundmark A2729, hay còn gọi là loa Soundmark A2729. Đôi loa này được thiết kế giống như một chiếc đài cassette hồi xưa và được tích hợp đầy đủ tất cả các chức năng cũng như hai cái đèn vu nằm ngay ở giữa loa siêu trầm. Công suất 60W là hệ thống loa 2.1, loa siêu trầm 30W, 2 loa vệ tinh 30W, chức năng cũng đầy đủ như là bass, jet, chỉnh eco, thích hợp cho hát karaoke trên laptop, điện thoại. Giá dao động từ 1.050.000 đến 1.200.000 Việt Nam đồng. Mọi chi tiết chúng ta có thể đặt hàng theo số điện thoại ở trên màn hình. Ở vị
trí cuối cùng đó là dòng loa Somat A2100. Với đôi loa này cũng thiết kế theo dạng đài cassette, nhưng hai loa vệ tinh sẽ thiết kế mỏng hơn và đĩa trần. Đối với bộ loa này được khá là nhiều quý vị và khách hàng lựa chọn bởi vì cái hình dáng cũng rất là sang trọng và có một đèn vu nằm ngay ở giữa loa siêu trầm. Loa có tổng công suất 60W, hệ thống loa 2.1, loa siêu trầm 30W, hai loa vệ tinh 30W và chức năng đầy đủ như các cái dòng trước là bass, chest và chỉnh eco thích hợp để chúng ta lựa chọn hát karaoke trên laptop cũng như trên điện thoại. Và giá của đôi loa này là dao động từ 1.050.000 đến 1.200.000 Việt Nam đồng, bao ship trên toàn quốc. Và mọi chi tiết chúng ta có thể đặt hàng theo số điện thoại 0986240269 hoặc 01232294544. Rất là cảm ơn tất cả quý vị đã tranh thủ theo dõi chương trình video. Hãy đăng ký like và chia sẻ video. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo.